Thưa quý vị, mưa lớn liên tiếp kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn của tỉnh lẫn khu vực phía Nam đã khiến cho nhiều diện tích rau ăn lá như là rau cải, rau diếp, rau gia vị bị dập nát thối gốc, năng suất giảm và khiến cho nguồn cung giảm. Cũng vì vậy mà trong vòng một tuần qua, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn của tỉnh cũng đang tăng từ 30 đến 50% so với thời điểm đầu vụ rau hè tháng 6 năm 2023. Mức tăng này được xem là kỷ lục trong 2 năm qua. Chợ đầu mối Bà Rịa mỗi ngày tiếp nhận từ 50 đến 60 tấn rau củ trong tỉnh và từ tỉnh Lâm Đồng. Một số tỉnh miền Tây, chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh tập kết, sau đó phân phối đi tiêu thụ tại các địa phương trong tỉnh. Theo các tiểu thương chuyên kinh doanh rau củ bán sỉ tại chợ Bà Rịa, khoảng một tuần qua, giá các loại rau xanh ăn lá như hành lá, xà lách đã tăng thêm từ 20 đến 30% so với cách đây một tuần. Cái rau ăn lá của mình nó là bây giờ nó chuyển biến là do là mưa mấy hôm nay đó, rồi nó hư nhiều lắm. Thành ra bây giờ là nó tăng giá lên là mỗi một ký như là 3.000. Dạ thì rau thì mấy bữa nay là rau nó mắc lên anh ơi, tại vì rau trời mưa, mưa bão là ảnh hưởng bão, mưa nó to nên rau nó dập hết à, nó lên giá. Giá rau bỏ xỉ tăng nên giá rau bán lẻ tại chợ cũng tăng theo cấp số nhân. Các tiểu thương tại chợ Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đã điều chỉnh tăng giá các mặt hàng rau xanh từ 30 đến 50% so với cách đây một tuần. Theo các tiểu thương, không chỉ tăng giá mà một số mặt hàng rau xanh ăn lá đang có hiện tượng khan hiếm. Tại chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, mặt hàng rau xanh cũng liên tục điều chỉnh tăng mỗi ngày với mức tăng từ 2 đến 3.000 đồng một kg trong khoảng một tuần qua. Riêng các mặt hàng khoai củ và cây lấy trái như cà rốt, su hào, khoai tây, dưa leo, bầu, bí, mướp, cà và các loại đậu thì giá vẫn ổn định như những ngày đầu năm. Tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh dự báo giá các loại rau xanh ăn lá vẫn tiếp tục neo cao trong thời gian tới và phải đợi đến khi thời tiết ổn định, các nhà vườn canh tác trở lại thì khi đó giá rau mới có thể hạ nhiệt. Thưa quý vị, giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần này, giá tiêu tại Đông Nam Bộ tăng nhẹ 500 đồng một kg, trong khi khu vực Tây Nguyên đi ngang. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 68.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 68.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 70.500 đồng một kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua ở mức 69.500 đồng một kg. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 3.500 đô la Mỹ một tấn với loại 500 g trên 1 lít, loại 550 g trên 1 lít, mức 3.600 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.100 đô la Mỹ một tấn. Phiên cuối tuần, IPC điều chỉnh giảm nhẹ giá tiêu tại Indonesia. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế nhận định thị trường tuần này cho thấy tín hiệu tích cực. Trong tuần, những thông tin tích cực từ thị trường Ấn Độ tác động tích cực tới giá tiêu các nước. Các thương nhân Ấn Độ chỉ ra do thời tiết thay đổi thất thường có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất, khiến giá tiêu tại quốc gia này tăng trong vòng 2 tuần gần đây, sau hơn một tháng trầm lắng. Có những dự đoán sản lượng hồ tiêu sẽ giảm mạnh vào năm tới. Điều này thúc đẩy các công ty sản xuất thu mua và tiêu thụ số lượng lớn. Với mùa lễ hội đang đến, họ dự báo giá sẽ tăng hơn nữa. Giá cà phê hôm nay 30 tháng 7 trong khoảng từ 65.600 đến 66.300 đồng một kg. Cùng đà giảm của Robusta, cà phê trong nước tuần này mất 600 đến 700 đồng một kg. Tuần này yếu tố cung cầu ít ảnh hưởng đến giá cà phê hai sàn. Robusta còn nguyên mối lo nguồn cung và tồn kho thấp. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay đang được thu mua với giá 65.600 đồng một kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 66.100 đồng một kg. Tại huyện Ia Hờ Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 66.000 đồng một kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 66.300 đồng một kg tại huyện Gia Nghĩa và 66.200 đồng một kg ở huyện Đắk Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 66.000 đồng một kg ở huyện Chư Prong, ở Pleiku và La Grai, cùng giá 65.900 đồng một kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 66.000 đồng một kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, mất đến 1.500 đồng một kg. Thưa quý vị, thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 165.000 ha đất trồng lúa, tập trung tại 23 quận huyện thị xã.
Trong định hướng cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt, Hà Nội sẽ giảm dần diện tích đất lúa hiện nay từ khoảng 165.000 ha xuống còn 140.000 ha vào năm 2025. Trước bối cảnh diện tích đất trồng lúa giảm dần và năng lực sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu về gạo, Hà Nội tiếp tục chủ trương đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác thương lương thực từ các địa phương, cung ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô. Để gia tăng sản lượng gạo chất lượng cao cung cấp cho thị trường Hà Nội, từ năm 2022, một số doanh nghiệp của Hà Nội đã đưa giống lúa ST25 vào sản xuất tại các ruộng rươi của Hợp tác xã An Thanh thuộc xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để hỗ trợ bao tiêu toàn bộ lúa hữu cơ bãi rươi với diện tích khoảng 137 hectare. Việc liên kết sản xuất này sẽ góp phần đáp ứng phân khúc gạo cao cấp cho người tiêu dùng thủ đô. Và đối với những thu nhập mà trên 30 triệu thì có những dòng gạo chất lượng cao, gạo hướng hữu cơ, và trên 40 triệu, 50 triệu thì gạo nó chỉ ăn hết 1% trong thu nhập của gia đình là 4 đến 500.000 một yến. Thì đối tượng này chúng tôi quy hoạch như vùng ruộng rươi Hải Dương ở đây. Theo tính toán của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng gạo của 10,8 triệu dân hiện đang cư trú trên địa bàn thủ đô vào khoảng 1,16 triệu tấn một năm, trong khi khối lượng sản xuất gạo của thành phố chỉ đạt 680.000 tấn một năm. Như vậy, nguồn cung gạo của Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 59% nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Hiện, lượng gạo còn thiếu để đáp ứng nhu cầu cho 100% cư dân Hà Nội được khai thác từ các tỉnh lân cận thuộc khu vực phía Bắc, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hoặc nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản. Do đó, Hà Nội đang đánh giá rất cao những mô hình liên kết trồng lúa để cung cấp cho người dân thủ đô. Đặc biệt là đến năm 2025, thành phố sẽ giảm 25.000 hectare diện tích lúa theo định hướng cơ cấu lại trong lĩnh vực trồng trọt. Hà Nội thì thực hiện theo luật quy hoạch là sẽ quy hoạch phát triển các vùng xuất nông nghiệp tập trung. Thế và trên cơ sở các vùng xuất nông nghiệp tập trung sẽ tạo ra những cái hấp mà cho các doanh nghiệp, các cái khu vực xuất nông nghiệp tập trung để mà có cái chế biến tại chỗ. Thế rồi trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm tại chỗ. Và khi mà có chế biến tại chỗ đó thì các doanh nghiệp sẽ có cái cơ hội hợp tác với các tỉnh, các doanh nghiệp các tỉnh để mà đưa các cái đặc sản vùng miền về và chế biến. Thì tôi cho đây là cái liên kết vùng thì sẽ tạo ra một cái bước đi rất là tốt. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương đẩy mạnh chương trình phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025. Song song với đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng gạo cung ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô. Giá lợn hơi tuần qua tại ba miền giảm tính chung. Trong tuần qua, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg trên diện rộng. Hiện mức giá heo hơi trung bình ở các khu vực đang giảm dần xuống ngưỡng là 60.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Cụ thể, sau khi hạ nhẹ một giá, giá lợn hơi tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang đang thu mua trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng một kg. Các tỉnh thành gồm Bắc Giang, Phú Thọ và Hà Nội cùng giảm 2.000 đồng một kg xuống mức 61.000 đến 62.000 đồng một kg. 61.000 đồng một kg là giá lợn hơi được ghi nhận tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc sau khi giảm cao nhất 3.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Theo đó, các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng và Thanh Hóa cùng hạ nhẹ 1.000 đồng một kg xuống tương ứng là 59.000 đồng một kg, 60.000 đồng một kg và 61.000 đồng một kg. Thương lái tại Nghệ An và Hà Tĩnh đang cùng thu mua với giá 60.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg. Ở khu vực phía Nam, giá lợn hơi giảm cao nhất 5.000 đồng một kg. Hiện tại các tỉnh thành gồm Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hậu Giang, Bạc Liêu và Bến Tre điều chỉnh giảm 1.000 đồng một kg. Hiện đang giao dịch trong khoảng 59.000 đến 60.000 đồng một kg. Với mức giá như hiện nay khiến không ít các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi lo lắng, bởi với mức giá này, người chăn nuôi chỉ ở điểm hòa vốn. Dự báo sản lượng thịt lợn thế giới năm nay đạt hơn 114 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2022. Trong đó, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn nhất, dự kiến đạt 56 triệu tấn, 48,8% toàn thế giới. Trong khi nước ta có lợi thế nằm ngay bên cạnh thị trường lớn nhất thế giới, nhưng lại không khai thác được. Xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác.